một dàn con chiều ngang 60-65, sâu 70-75 các bác. Đây còn mới nha, mới trinh nguyên. Không. Tắm mưa hả? Còn mới nguyên, hộp số, tất cả các thứ mới, chưa khoan. Mới khoan được một lần, hai lần rồi các bác nhé. Đây. Đó. Ok chưa các bác? Xịn sò mới cáo luôn các bác này. Cái này đầu lắm có luôn nha. Các bác cứ gõ lên được nha. Trung sơn nó đóng bao nhiêu tiền này nha. Đó. Các bác. Cái gì em còn mới cái này đâu. Để cho các bác tự trả giá cho em rồi em vào làm việc. Ông chủ đi vắng mất rồi. Chưa biết giá, có gì em đề giá lại sau cho các bác nha. Đây, tất cả mọi cái từ thanh 3,5 hết các bác nhé. Dày. À, tôi dắt cái ổng đang coi dòng phân nè. Tất cả mọi cái đều chất cứng to. Các bác nhé, đây này, đang zin luôn các bác nhé. Riêng ổ số đang zin luôn. Các bác nhé, đây. Không cần phải nói năng gì nhiều hết. Các bác nhé, dày. Dàn khoan ngang 60 sâu 75 đến 80 nha. Rồi. Tất cả mọi chi tiết có lỗ để các bác ấy luôn, mới hết các bác nhá. Đây khoan ở đây là do Trung Sơn coi như là đồng xoài đóng các bác nhá. Đây tuyệt vời luôn, mới cáo không cần nói nhiều các bác nhá. Em phải để giá và em vô nói chuyện để hỏi về giá bao nhiêu. Đây, trên dưới khoảng 10 triệu hơn một tí các bác nhá. Đại dàn này còn mới cáo nguyên xi luôn. Đó. Rồi. Khoảng tầm 10 trên 10 triệu một tí. Em mới vào thì ở đây thì chủ chưa nói. Để chờ chồng về thì em cũng nhân tiện em vội em quay lên cho cả nhà xem luôn. Thì được cái bác alo cho em 0394 326 198 các bác nhá. Thế thôi, em ship đến nhà cho các bác, khỏi cần khỏi loại này. Cái này là gọi là chính hãng luôn, chưa xài đến các bác, cực kỳ đẹp luôn, của Trung Sơn đồng xoài các bác nhá. Đó, ok. Và thôi thì em cũng xem như vậy thôi. Nó cũng chỉ có như vậy, chi tiết cũng chả có gì. Bởi vì hoàn toàn nó mới hết, cũng không có gì để mà cắn kẽ được nhiều các bác nhá. Đơn giản như thế thôi. Đó, cũng là người ta chịu lỗ rồi, bây giờ người ta bán giá chỉ như vậy các bác nhá. Chiều ngang 65, chiều sâu 70 đến 75 các bác nhá. Có khi 80. Đấy. Rồi, hello, em xin chào cả nhà. Và hẹn lại video sau. Có nhiều chi tiết mới các bác đăng ký nhá.